Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tính năng biến cái điện thoại Samsung Note 9 thành máy tính với tính năng Samsung Dex. Đây là chiếc Note 9 và kể từ cái chiếc Note 9 này thì Samsung cũng đã công bố là chúng ta có thể sử dụng cái tính năng Samsung Dex, tức là biến cái điện thoại thành cái máy tính một cách đơn giản hơn, chúng ta không cần phải mua cái Dex Station hay là cái Dex Pad nữa. Mặc dù trong cái bộ phụ kiện của Samsung không có tặng kèm một cái sợi cáp chuyển từ dưới PC sang HDMI, tuy nhiên thì mình cũng có một số giải pháp dạng ở đây mình mua thêm là một cái của chính hãng Samsung luôn, ở Samsung Superior 4K nè. Hoặc là chúng ta có thể dùng những cái giải pháp từ cái phía thứ ba, là chúng ta có một cái hub. Cái hub này thì nó có cái cổng HDMI luôn và một số cái cổng USB thông thường khác, có cả LAN nữa. Thì cái này với số lượng cổng kết nối này nó tương tự như là cái Dex Station. Đó, bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem. Nó không cần phải là đồ chính hãng, ta vẫn phải dùng được, vẫn có thể dùng được. Đó, cắm vào. Thì ngay lập tức là cái tính năng Samsung Dex nó sẽ tự động nó được kích hoạt. Đó. Và cái việc mà chúng ta sử dụng một cái sợi adapter rời thế này, nó không có cổng kết nối, chúng ta cần phải sử dụng thêm chuột và bàn phím không dây thì kết nối Bluetooth là được. Và cái thiết lập cơ bản chúng ta sẽ cần có một cái Samsung Note 9 này, chúng ta có một cái sợi cáp chuyển đổi giữa USB-C và HDMI, hoặc trong trường hợp cái màn hình của anh em có hỗ trợ cổng USB-C thì chúng ta có thể sử dụng cái cáp hai đầu C và cắm trực tiếp vào luôn, và bộ phím chuột không dây và một cái màn hình. Đó. Như vậy là chúng ta có một không gian làm việc chuyển từ điện thoại sang. Về cái khả năng trình chiếu thì chúng ta đã thấy là cái con Samsung này thì nó chạy con phiên bản của Việt Nam là dùng cái con ROG là Exynos 9810 và đi kèm với cái GPU Mali G72 M718 thì nó đủ mạnh để nó có thể xuất ra một cái màn hình có cái độ phân giải tương đương với lại cái độ phân giải của cái máy này, tức là nó vào khoảng Watt HD cộng, chứ 4K là không được mà đã thử rồi. Đây là cái màn hình Full HD thì thông thường mình vẫn dùng cái màn hình Full HD như thế này thì nó vẫn chạy rất là mượt. Thì về Samsung Dex thì khi chúng ta cắm vào nó có một cái không gian riêng, một cái môi trường desktop riêng, và chúng ta có thể thấy là nó khá là giống cái giao diện của Windows 10, rất là quen thuộc, với một cái hệ thống gồm ba cái nút bấm ở bên tay trái nè. Đó là gồm có cái nút tất cả các ứng dụng nè, nút All App nè, nút Resend nè, đó, và nút Home nè. Khi chúng ta mở cái này ra, chúng ta có thể dùng cái bàn phím và nhấn vào cái nút đúng cái vị trí của nút Windows luôn, nó sẽ mở ra như thế này. Đó, rất là quen thuộc. Và bên phải ở bên dưới này mình thấy là rất là nhiều những cái máy thông báo về tình trạng như là pin sóng, Bluetooth vân vân, đó, ngày giờ. Thì với cái giao diện thế này thì nó sẽ khiến chúng ta làm quen nhanh hơn và thao tác cũng nhanh hơn trên cái giao diện dựa trên cái Samsung Dex. Và về ứng dụng thì tất cả những cái ứng dụng mà bạn đang cài sẵn trên cái chiếc Note 9 thì nó sẽ hiện ra ở đây. Tuy nhiên có một điều khá là đáng tiếc là cái số lượng ứng dụng mà để hỗ trợ cái Samsung Dex này thì nó vẫn chưa có nhiều. Dạng như ở đây mình sẽ mở cho anh em xem một số cái ứng dụng mà nó được hỗ trợ bởi Samsung Dex, thì nó chỉ có cái bộ văn phòng của Office nè, rồi một số cái game. Trong khi đó thì nhiều cái ứng dụng khác, dạng như ở đây mình sẽ mở cho anh em xem những cái ứng dụng kiểu thông thường như là Facebook chẳng hạn, thì nó sẽ không có hiển thị được tốt cho lắm, nó hơi bị nhòe nhòe một xíu, bởi vì nó cần phải scale, nó làm to cái giao diện lên. Vậy thì chúng ta có thể làm được gì với cái Samsung Dex này? Thì với cái số lượng ứng dụng làm việc cũng như game thì về cơ bản thì chúng ta có thể hình dung nó sẽ giúp cho chúng ta xem cái ứng dụng đó, xem cái nội dung nó to hơn. Samsung Dex nó cũng hỗ trợ chạy đa nhiệm. Ở đây mình mở khá là nhiều cái ứng dụng mà nó vẫn chạy song song như thế này. Đó. Chúng ta có thể là vừa xem web nè, vừa soạn thảo văn bản, hay là vừa mở Facebook để cập nhật trạng thái vân 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 vân. Mình có cài sẵn cái game Metal Slug, một cái game chiến binh thép rất là quen thuộc, và anh em thấy là scale lên thì đây là một trong số ít những cái game nó cho phép scale lên để mà nó hiển thị full cái màn hình trên cái Samsung Dex này. Và chúng ta chơi thì nó cũng không có thoải mái lắm, bởi vì cái game này nó không có hỗ trợ cái việc mapping lại cái các phím, ta vẫn phải dùng vừa một nửa bàn phím để điều khiển, một nửa vẫn phải nhấn vào chuông như thế này. Đó, nhảy thì phải nhớ cái vị trí của cái chỗ để mà nó tương đương với thao tác chạm trên cái màn hình cảm ứng. Đó. Chơi cũng được nhưng mà nó hơi mệt. Thực ra mình thấy thì cái tính năng của Dex cũng khá là hay, nhưng mà nó vẫn chỉ dừng lại ở cái chuyện là nó mang lại không gian rộng hơn để chúng ta có thể trải nghiệm cái nội dung. Chẳng hạn chúng ta có thể đọc sách. Đọc sách trên một cái màn hình to thì nó dù sao nữa nó vẫn tốt hơn, nó vẫn đã con mắt hơn so với một cái màn hình nhỏ. Hay là chúng ta có thể xem web, chúng ta có thể xem YouTube chẳng hạn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái TV để cho anh em xem là nếu như chúng ta dùng cái Samsung Note 9 này để mà xem YouTube thì TV thì nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì mình đã kết nối cái Note 9 này vào cái TV, một cái TV to, và cũng với dùng với một cái sợi cáp HDMI thông qua cái adapter như thế này.
Thì khi mà chế độ Samsung Dex được kích hoạt thì trong cái phần notification nó cũng sẽ thông báo là chúng ta có thể dùng cái điện thoại này làm bảng cảm ứng, tức là làm một cái touchpad. Thì ở đây chúng ta nhấn vào thì chúng ta đã có một cái bàn rê to như thế này. Chúng ta có thể di con chuột này, chúng ta có thể làm những cái thao tác đa điểm trên đó. Đó, chúng ta có thể chẳng hạn như là mình mở lại cái dịch web để mình cho anh em xem về cái tính năng đa điểm của nó này. Đó, như một cái bàn rê thông thường mà thậm chí còn ngon hơn rất là nhiều, bởi vì nó là một cái màn hình cảm ứng đa điểm rất là mượt. Đây mình đang mở cái ứng dụng YouTube và mình có thể thấy là với cái màn hình TV thì cái việc xem YouTube nó sẽ đã hơn rất là nhiều, màu sắc cũng như là cái độ lớn của nó. Và mình cũng nói luôn với anh em là khi mà chúng ta cắm cái Note 9 vào một cái adapter như thế này đó thì nó cũng sẽ được sạc luôn, chứ nó không có phải là dùng pin của máy. Thì nếu mà mình đang xem trên điện thoại này và nó vẫn phát ra bằng cái loa của cái điện thoại này, thì trong trường hợp đó chúng ta muốn chuyển sang âm thanh của TV thì chúng ta dùng mở notification ra và chúng ta sẽ thấy cái phần gọi là ngõ ra âm thanh, và chúng ta nhấn vào cái hình biểu tượng HDMI thì nó sẽ phát ra cái TV này. Như vậy là mình đã giới thiệu cho anh em về Samsung Dex. Dex bây giờ trên Note 9 thì nó đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần một sợi cáp và là một cái đầu chuyển là có thể dùng được ngay. Tuy nhiên là để mà sử dụng toàn bộ tính năng thì chúng ta vẫn phải cần tới cái Dex Station hay là Dex Pad. Cảm ơn anh em đã xem video.